Chào mừng các bạn đến với chương trình Tìm hiểu máy tính. Hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi muôn thuở. Phần mềm diệt virus miễn phí nào tốt nhất? Và mình sẽ trả lời một cách ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất để cho các bạn có thể biết được là phần mềm nào thích hợp cho mình. Việc xếp hạng phần mềm miễn phí nó sẽ tùy thuộc theo từng năm và nó sẽ thay đổi theo từng năm. Cho nên để biết được phần mềm diệt virus miễn phí nào tốt nhất năm 2015 thì các bạn vô Google. Gõ Best Antivirus Free 2015. Thì nếu mà năm sau các bạn xem lại cái video này thì các bạn nhớ thay đổi 2015 thành 2016 là được rồi. Các bạn nhấn vào link đầu tiên là cái PC Magazine này. Nó là một cái tạp chí máy tính rất là có uy tín. Thì khi mình bấm vào thì mình sẽ biết được cái phần mềm diệt virus miễn phí nào tốt nhất cho năm 2015. Thì ngay chỗ đầu tiên đó chính là Panda Free Antivirus 2016. Thì các bạn thấy có chữ EC ở đây có nghĩa là Editor Choice, có nghĩa là người mà biên tập họ chọn. Thì ngoài ra còn có những phần mềm khác, ví dụ như là Bitdefender hoặc là Avast ABG, thì mình đang sử dụng ABG bởi vì mình không thấy có cái gì mà khác biệt hết trơn. Với lại mình không có hay vô những web bậy bạ cho nên là mình không có bị dính virus nhiều. Thì sau khi các bạn biết được tên của phần mềm diệt virus miễn phí rồi thì các bạn chỉ cần gõ vô Panda Free Anti Virus thì nó sẽ dẫn đến trang download miễn phí. Đây, Panda Free Antivirus của CNET. Phiên bản 2016. Thì các bạn chỉ cần bấm nút Download Now thì nó sẽ tự động download cái chương trình này về máy tính cho các bạn. Các bạn thấy ở dưới không? Đó. Down rồi thì nhấn vô nè, Open thì nó sẽ động cài cái phần mềm này cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần bấm Next 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 thì sau cùng chương trình Panda này nó sẽ được cài đặt vô máy của bạn. Mình sẽ không có demo cài đâu nha. Thì bây giờ các bạn biết được là cách biết được cái phần mềm diệt virus miễn phí nào tốt nhất theo từng năm và sau đó cài để mà thử nghiệm cho máy của mình. Nếu mà các bạn thích thì các bạn xài, nhưng mà không thích nữa thì xài những phần mềm khác. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.